Mọi người ơi, dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9, Hebi đang có chương trình ưu đãi mua hàng cực khủng với mức giảm giá khuyến mãi lên tới tận 75%. Lưu ý mức khuyến mãi ở đây là mức khuyến mãi thực, không phải là nâng giá lên cao để giảm xuống. Và toàn bộ hàng khuyến mãi ở đây là hàng mới, hàng new, hàng hot, chứ không phải là hàng bị lỗi, hàng tồn kho, hàng thanh lý. Chương trình áp dụng từ hôm nay cho tới hết ngày 2 tháng 9 năm 2018 cho cả chi nhánh Hebi ở Hồ Chí Minh và Hebi Cần Thơ và cả những khách mua online chuyển khoản trước. Chương trình như sau: đầu tiên là khách hàng mua bất kỳ một mũ full face hoặc 3/4 tại shop thì sẽ nhận được cái ưu đãi là mua thêm một món phụ kiện giống như là ba lô khủng long, găng tay, kính, đuôi gió, vân vân, có giá dưới 300.000 thì món phụ kiện này sẽ được giảm tới 75%. Ngoài ra, nếu khách hàng chỉ mua mũ và không mua thêm phụ kiện thì cái món mũ các bạn đang mua là 3/4 hoặc full face sẽ được giảm trực tiếp 10% vào giá bán. Trường hợp mà khách hàng chỉ mua phụ kiện mà không mua mũ thì cái món phụ kiện các bạn chọn sẽ được giảm 20%. Tất cả những sản phẩm trong chương trình này đều áp dụng bảo hành chính hãng như bình thường, và hàng bị lỗi vẫn được đổi trả. Với khách hàng mua hàng online thì vui lòng là chuyển khoản trước. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người có kỳ nghỉ Quốc khánh đầy vui vẻ, an toàn và hạnh phúc.